Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, phiên bản số sàn các bạn nhé. Đây, rất là đẹp luôn, tôi sẽ cho quý vị các bạn xem này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và sản xuất tại Việt Nam. Đấy, rất là đẹp này. Rất là phù hợp mấy anh em nào mà muốn mua chiếc xe này về để kinh doanh, dịch vụ nhá. Vì là phiên bản này, phiên bản số sàn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này thì còn rất là đẹp đây các bạn này. Tôi quay cho các bạn xem nhá. Về cái phần nội thất vẫn còn nguyên bản của xe này. Nội thất nguyên bản luôn các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Nội thất phía sau này đều rất là mới này. Và đặc biệt ở cái phiên bản số sàn này thì rất tiết kiệm nhiên liệu này. Chỉ 5,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này, 6,78 lít cho 100 km trong đô thị, nếu như chạy ngoài đô thị chỉ hơn 4 lít thôi. Rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn nhá. Phiên bản này là phiên bản Grand i10. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn là không bị tai nạn, không bị ngập nước đâu. Form mới rồi, rất là đẹp các bạn nhá. Dàn lốp thì còn rất là dày, rất là đẹp này. Đấy, rất mới luôn các bạn nhá. Sản xuất năm 2019 các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi, số 320 đường Nguyễn Xiển các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem về cái phần động cơ nhá. Động cơ thì cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Không có bị ngập nước đâu các bạn nhá. Đấy, động cơ này rất đẹp này. Số máy, số khung, các thứ đều chuẩn chỉ hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn rồi. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.